Ủa, con đi quen, con đi quen. Lại đi quen. Ờ, con mới nên gió đường đã quá nhỉ. Dán tôi có giáo có coi thì tỉnh này. Chúng thú toàn Nam thôi, có đi gắn này nhé. Hồi trung thú toàn Nam có 700. Nhiều hơn thế, hắn bên đi rừng mà mỗi lần đi rừng còn gắp lăng đất. Nhiều là cái sưng của hắn đất rồi đó. Đất chứ, sưng ở Việt Nam mới gắn sưng lên chí. Ở Việt Nam nó có cái lộc lộc hiếu nó nón à. Toàn này, Toàn, con chim bắt bén này, chim. Hồ này. Nóng. Hồ này. Cầm dắt chó vào đây à? Ủa là cái con này mình tính nhưng mà mình đáng. Dạ. Ừ đúng rồi, còn cái hộ mà. Đó con chi đâu con mèo đó này. Em thích cháu. Này này này. Anh hiểu rồi. Anh ra đi nhanh lên. Ra đi. Ra đi. Con chó trắng ngoài kia. Wow. Chính là mình có hay gì không? Mèo đẹp anh. Cú ra. Để cái thứ sexy này là gì không? Cái nhóc con này. Ừ, chính xác. Mát nhỉ? Mát thiệt á. Anh giống cái mẹ đi. Không, không phải, không phải. Hả, mẹ. Không, 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 không. Cái mẹ lạ khác á. Cái mẹ to đúng đi. Cái mẹ to đi. Cái mẹ to đi. Ở trong này có hộ không? Có. Hả? Có hộ đấy mà. Có hộ đấy chứ. Đi ra ngoài hạt mặt đây. Ôi, tưởng hộ đấy. Tưởng hộ đấy. Tưởng hộ đấy. Chá chá đấy. Có hộ đấy. Ê này đây. Thôi đi rồi đi coi hộ trước. Ta thay con coi hộ chứ. Đây. Hộ sư tử kìa. Hộ sư tử lấy nhiều này. Vậy vậy bảo được à? Ừ. Hẹn sư tử bảo đi thôi. Chết chua. Có thỏ đây. Con đen đen nó chưa? Chuột không? Thỏ. Thỏ đó chứ em không quên này. Hockey. À hockey. Con trực mày ở đây. Thằng đại miệng ngang miệng cái con đi. Nó con mèo này. Nó có sinh nhật tụi đám này ăn mùi nó hả? Ê đâu kia cỏ hóa quá. Nó đòi này. Này rồi răng mà mình đi đường nữa đó. Phải lên đấy không? Lương có ăn lúc này phải đi.
đấy này, đi ra đi vô đường đây này, khổ vô lấy đường này, nhưng mà lúc này đi lấy cái đường đi tròn đi mỏ đấy, sao mà vừa bỏ đi này không nghe có cái hóa mâm nói luôn hả mình ăn có cái nhà cổ đẹp nhỉ. Đi tối đang chắc chắn tao về tao nấu có hai đứa đi nữa. Hồ này. Hồ đang nhìn này. Có cá sấu nữa. Có hết nữa. Có cả mươi nữa. Bán những giống hoa hoa mò biết hoa mò hoa mò mọc bên đường mà vừa đỏ mà ra đây cổ đi đi mọi người à, em có được cho em được chút cổ anh kể cho không là có người chấm một không chứ còn cái cho một có cái con là đứng bên hồ chuẩn bị nhai này câu từ từ thì bụt liên hỏi hiền lên mới hỏi tại vì sao mà con lại bình nhai câu từ từ thì cô bảo là cái trang đái đỏ là thấp diêm con bụt nói là làm như thế nào thì bụt tới nắm tay cô gái, cô gái giải bảo không phải bụt tiến tới thêm một bước nữa cởi áo cô gái ra nó cũng không phải mà đến lúc là thấp diêm trong cái là nói là con bị hạt IV nên là con từ từ. Thế là bụt bụt. Đó là bụt như bị hạt IV chảy cái. Không ăn. Hả? Bụt bị hạt IV chảy cái táo mọc. Đúng rồi, mọc lên hóa như bụt. Đúng không? Không 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 ăn được cá không. Không ăn được. Không ngon. Không ăn được. Lượm đi. Cấm được ngay. Không cần ngâm. Không nên không ngon. Ăn được. À đang bảo là hái sao được coi mà. Hổ mất nữa, đây bảo mà. Vô có con đi được không? Không, phải vô xem được. Hổ có xem ngoan. Ui, hổ bên đây này. Chắc là toàn về mầm đứng này, cái con ngôi là một cục này chụp phim là đẹp ấy. Con anh biết bay cơ bên hổ chứ. Răm một mũ cắn hơn, trong thử tắt. Cô tổ hư quá. Thấy rồi. Còn lại là ở đây à? Ô, lính cầu. Cho lòng béo ấy. Dạ. Con này lớn mà lính cầu. Đấy lớn rồi. Ủa, con này mà mình vô thì nó dài má phạt thôi. Con này vẫn sơn thứ tử. Không sư tử mà đi đóng ăn sớm nha con, một mình lên bụp luôn này. Mèo này. Có đấy con bảo. Không phải béo. Con này nó còn con ấn ấn đấy. Thấy không? Con gì đấy? Con mèo. Trò là to rồi, mèo này mèo rừng. Con mèo rừng. Loài này thì thôi rồi, nó thằng nhạy lên bắt môi chứ không phải là sắn. Bắt lẩu lông bảo là mấy. Có bảo chưa? Trụ này. Bảo là 2 năm lên cây. Hình như cả bên đi hình có cái lông đi qua cho hẳn đấy. Chúng ta coi khả năng mấy đứa nhỏ nhỏ đấy thấy đấy. Đấy này. Bên kia. Năm bên này. Đó. Đó anh thấy. Bên cái đùm cây mà có đang có cái nhố lên kia. Đó đó. Mèo hay là hổ đấy?
안 올라도 볼 수 있어. 나도 저기 나무 나무 있어. 나무 뒤에. 그 언니 베이비 나무 걸러 오고 봐. 여기 초록 나무 뒤에. 초록 나무. bên mầm cỏ không? Có nhỏ. Nhỏ, không thấy. Không thấy. Cô còn là con mèo nhỉ. Con mèo. Cái đổi màu đẹp chứ này. Khỉ. To không em? Có không? Báo, báo, báo. Em mà đừng quay lưng lại, là nó tiền về nhanh hơn. Giờ giờ đóng thầy, đóng thầy. Hắn nhìn được với tử hả? Bắt ngay này chứ, hắn bắt ngay. Ý là buổi đêm nó đen hơn nhưng mà cái mắt của nó nhìn được. Chứ không phải là nhìn được buổi tối. Có đi mà... Ê, là tờ phải có cái trụng nó chứ. Wow, mình nghĩ là trụng rất là nhiều. Nó làm ở cái ảo lắm, cái ảo có nhưng mà cái gì có nó mặt không có dùng đúng không? Nhìn khuôn mặt đang rào rực. Ê, có cái mình có đó ăn lắm nhỉ. Nhiều thì sao? Nhưng anh em phải ăn được báo được. Thì chắc là ăn lắm. Chắc ăn thì sao? Điểm này có bên con to hơn. Thịt bò, lông bò. Lông heo, lông bò ăn. Nghe mùi nước đá, mùi nước đá. Mùi bầm á, mùi bầm. Đấy là chim à? Hổ, hổ này. Có đang hổ mà lại để cái gương như này à? Này, hổ con, chả khổ. Sa cha này. Ủa năm rồi đây. Con này nó không chịu dậy làm việc hết. Sợ thủ thuật ý á. Ồ, lạc đà. Mày hồi ra đứa chuyển ra, đứa một con lạc đà bên bên trời. Từ từ. Xem từ từ chứ. Con này rất là ngủ nhỉ. Muốn anh ấy. Hẳn muôn, hẳn ở đây muôn, hẳn phải tự nhiên mà. Bên đây còn con này, có chú đây, 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 đây. Bên này có chú tư cải đó. Tố bị tư bảo luôn. Con hai anh em. Nhìn em hiên nhỉ? Buồn nha hiên. Ở đây buồn. Bên này có con này không? Sợ đực. Con à con là con cái, con này con đực. À. Đấy các bạn nghe tên con chú tự cải đi mất chứ. Đây. Đấy chỉ con chú tự cải nó xuyên tuyệt. Ghê lắm không? Đây 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 đây. Đây con chú tự cải đấy bạn. Đây. Đâu? Đây, có hai con đúng không? Đấy con chú tự cải chắc chắn luôn đấy. Đúng rồi. Mình tưởng có hai con đúng không? Chắc chắn chú tự cải. Mình tưởng là chú tự cải thiệt. Đây chú tự đực quá. Cải nó không cái con có bơm mà mày mày mày. Có bơm là cải hay đực? Bơm là đực. Đực mà không có bơm cải. Cái con này là cải này. Cái con này là đực. Ừ. Con này còn mầm, con tăng ăn nữa. Con cải nghe nó muốn lì dây. Nó tự nó tóc ra, nó tự đực. Em mà tôi nhờ bón đi nhổ tế hơn mua làm nhà. Em mới giải cứu ấy. Em mà hẳn nó cải hơn nó chặt trái quá. Cái con bắn tên nhỏ đó. Bơm nữa nó khẽ gì trâu, à bò, bò rừng. Thì các bạn biết đấy là một hiện tượng 100 năm gặp một lần. Bò đái. Bò chung. Con đực á. Con đực đây này. Các em có trú bò. Ờ chứ. Có nhưng mà em. Con những ví mớ. Con ở nhà nông thôn đi có con bò, nó không buồn cười có là em. Em có bao giờ em nhìn kỹ em bò. Ê, mời vô hộp cái phần ở bên mà trong đó. Vôi cỏ. Xin lỗi cho mời thôi ở nhà ăn cho ăn một cái bò. Cá sấu này, không? Ủa cái bò phải đổ vô cái. Ừ, mình thấy có mấy mình đi hộp. Cái bắn. Cầm mẹ, quay lại. Con có nghe là con xưng dai và rất ra lên con quán. Con xưng lọc. Con xưng lọc. Này,
Anh hiểu, anh hiểu. Anh ở trên đấy đấy. Về nổi chứ hả? Mà mày toàn đi tưởng anh quá chứ. Thường nhân viên du lịch. Ôi giời, điều thôi rồi. Nghe chim kêu sướng. Khỉ à? Trôn khỉ đấy. Anh trôn. Anh. Trôn trôn. Ơi. Mình vừa đi nhà chặt một ngày bán con đến 3 thế. Thưa bên này. Con đi có cân con đi. Thằng nhỏ nhỏ. Thế rồi chứ nó. Mình phải đi theo bản đồ tự nhiên đi trong nó lái xong xỉ ra. Con mà văn văn là luôn này. Con nó xong lá. Con dế của con dê. Dế đấy nó, không trái đó, bơi với nó. Cừu chứ. Dế. Đây phải cừu, cừu lông khác mà. Đấy, không, cái con anh tưởng nói hai cái con này. Con đi con cừu này. Cho con có sưng là thì dế rồi, dế núi. Không, con mà sưng dai dai không này, giống như quáng nào. Đó. Con đi con dế này. Không, không có. Đi nước bỏ. Nó đâu? Ấn. Có sưng hơi. Con có sưng bên đây dai. Có sưng hơi khó. Phải con chưa? Ê, có con gì đó đấy, con vịt đó. Rồi con cá sấu mình cho coi nữa. Con ngán à, nó đã điều á. Ở nhà suốt con thắng không? Hẳn là tự nhiên ăn thích bơi lội nó ăn lúc đó. Người Việt nên bị kích lý rồi đó. Nè, không phải đâu, nó tự nhiên nó bản năng mà. Đúng rồi. Con voi này đi coi cho con voi này và xong về là đẹp. Cá sấu chưa? Cá sấu. Voi này. 300 mét đi lên trên này. Không. Sưng rồi, khỉ rồi. Voi nữa thôi, con voi. Xuống đó. Hứa là khô kia rin. À, hứa không là khô cá cổ em. Ở đây mình cũng thấy hứa cá cổ nữa. Em bên đây. Em này, em phải quay vào lấy bên nhiêu cô. Nắng nhiều, nãy giờ bấy là hơi nhiều. Thằng té đẹp chưa?
cái mâm mâm xuống, mâm xuống bút sáng nó chụp chụp phăng té này. Ui, con chú có. À. Tâm nhắn cậu vừa sẽ té đi luôn. Thì chị em. Mặt đẹp. Ôi, giờ này nó có nở té luôn. Cũng biết té mà. Có bên nha. Ờ, à, vói đúng không? Mình nói đi có con vói không? Đây. Còn cống không? Có chim cân cụt không? Ở đây. Đó. Đó, hắn. Đây đây đây, cái hắn xuống thì hâm cho hắn có phải là nữa không? Đấy. Vô trong biển luôn đi. Hả? Đấy, đấy, đấy vòng lên đó là đấy. Hê giang thùng mũi. Cho là đẹp, cái đoán này chụp phim lên thôi luôn này. Hai câu. Ôi nhỉ. Wow. Cần cụt mình lấn cho đấy, mình lấn gì? Đi xuống nào. Hai câu quá. Hai giày cá này. Đây. Đi đi. Ui, con có gì? Ôi. Con này còn khủng lắm không? Em nhỉ? Chín chân cục tôi. Nóng tối. Nóng như vậy mà. Anh, con kia chúng ta nhất. Con toàn. Không. Con sắp biển đấy. Đúng rồi, đúng rồi đó. Con sắp biển đấy. Con đi mua con đi ăn cà phê ẻ ra, ẻ ra cà phê trôn đó. À, trôn đó, con trôn. Không, con đang phải lạc đà. Lạc đà đâu? Đà là có cái u chứ. Em ơi! Con hiểu, đây. Con chảy ra này đây. Tưởng cho ăn à? Bởi vì hẳn bãi đường này thì còn một cái lông như thế này nhiều hơn chắc là khỏe nào. Đây là đại bàng này. Trên kênh à? À đúng rồi. Hai con. Con đi, rồi, con đi, 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 con
기름 보러 갈 거야. 아빠 우리 아빠 기름 내. 자기 똥물 좀. 지도자 자리 오는데 간혹 지도자가 되고서 몽구스는 안녕 물고기랑 먹는데 물고기랑 어떻게 먹는데 저한테 근데 왜 제가 물고기를 그냥 주나? 물 속에 살아야 되는 거 아니야? 물고기랑 어패류를 먹으면? 아닌가? 그건 아닌가 보지. 땅에 있는 게 더 맛있나? 엄마 이제 괜찮아요. Yeah.
我先等你。Có ăn mấy đi xong có sáu chứ mà là có một quán mà tưởng ăn chú ăn không ăn